Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên Tin Mới. Thưa quý vị, sau trận mưa lũ kỷ lục khiến 25 người tử vong, Trung Quốc lại tiếp tục hứng chịu cùng lúc nhiều loại thời tiết khắc nghiệt. Theo đó, quốc gia này đang chứng kiến sự hội tụ của mưa lũ, nắng nóng và lốc xoáy khiến hàng triệu người phải di rời, tài sản và đất canh tác bị cuốn trôi. Trong lúc miền Nam Trung Quốc đối phó với nguy cơ lũ lụt diện rộng, thì tại miền Trung và Bắc của Trung Quốc dự kiến sẽ đối mặt với nhiệt độ cao bất thường vào tuần tới, vượt ngưỡng 40 độ C. Hôm thứ Bảy, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin miền Nam nước này dự kiến sẽ có mưa xối xả cho đến ngày thứ Tư tuần này. Hiện chưa có biện pháp cứu trợ ngay lập tức cho khu vực rộng lớn và đông dân bị ngập lụt trong những trận mưa như chất nước trong tuần qua. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan ngay từ tháng Tư trước những cơn mưa báo hiệu sự giao mùa từ xuân sang hè vào tháng này. Vào cuối ngày thứ Sáu, một trận lốc xoáy đã xé toạc các khu vực của Quảng Châu trong một trận mưa lớn, cắt nguồn cung cấp điện cho hơn 5.400 người dùng ở thành phố rộng lớn phía Nam. Truyền thông địa phương ở Quảng Châu đưa tin về mực nước nguy hiểm với sóng cao ở lưu vực sông Châu Giang, khiến chính quyền trung ương phải cử nhân viên phòng chống lũ lụt đến hỗ trợ công tác ứng phó. Một địa điểm quan trọng sát thành phố đã ghi nhận con sóng cao 2,45 mét vào hôm thứ Tư tuần vừa qua, cao nhất trong 20 năm. Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhận định tình hình lũ lụt ở nước này vẫn rất nghiêm trọng và tiếp tục cảnh báo sẽ có đợt mưa lớn trên diện rộng xảy ra ở khu vực miền Nam trong những ngày tới, khiến hàng loạt con sông xảy ra lũ, trong đó lưu vực sông Châu Giang có thể xảy ra đại hồng thủy cục bộ. Lũ ở một số con sông thuộc lưu vực sông Dương Tử có thể vượt mức báo động. Được biết, từ đầu mùa lũ năm 2023 cho đến nay, Trung Quốc đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn kéo dài, khiến các con sông lớn thường xuyên phải đưa ra thông báo lũ, tập trung chủ yếu ở lưu vực sông Châu Giang. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc CNCC, kể từ tháng trước, lượng mưa ở lưu vực sông Châu Giang, một hệ thống sông rộng lớn chảy qua Quảng Đông và các khu vực thuộc Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1961. Bộ Thủy lợi Trung Quốc vẫn duy trì phương án ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 về phòng chống lũ lụt và hạn hán, đồng thời cử 5 tổ công tác đến tuyến đầu phòng chống ở các tỉnh Giang Tây, Quảng Đông và Quảng Tây để hỗ trợ, chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt và mưa lớn. Vào hôm thứ Sáu, cơ quan dự báo thời tiết ở tỉnh Phúc Kiến cảnh báo lượng mưa kỷ lục gần đây sẽ kéo dài sang tuần tới, gây ra những nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Cảnh báo thiên tai được các tỉnh khác đưa ra trong tuần này đã thúc đẩy các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp khi các đường phố tại nhiều đô thị phía Nam chìm trong nước, đường cao tốc bị chia cắt và nhiều mẫu đất nông nghiệp trở thành đầm lầy. Trong khi đó, nhiệt độ ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức cao bất thường trong tuần tới, vượt qua 40 độ C. Theo đó, vào 6 giờ ngày thứ Bảy theo giờ địa phương, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng, mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo 4 cấp độ ở nước này. Nhiệt độ phổ biến ở các địa phương miền Bắc Trung Quốc đều trên 35 độ C, một số nơi lên đến 40 độ C, thậm chí trên 40 độ C. Hôm thứ Sáu, hơn 500 cảnh báo nhiệt độ cao có hiệu lực được đưa ra tại các huyện thị trên cả nước Trung Quốc, chủ yếu ở các tỉnh Hà Nam, Thiểm Tây, Sơn Tây, Nội Mông, An Huy, Sơn Đông, Hồ Bắc, Giang Tô. Trong số đó, Đài khí tượng tỉnh Thiểm Tây đã phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất. Đài khí tượng tỉnh An Huy và Sơn Đông đưa ra mức cảnh báo màu cam chỉ sau báo động đỏ. Riêng tỉnh Hà Nam có tới hơn 100 huyện thị công bố mức cảnh báo màu đỏ và cam. 44% huyện thị tại đây nhiệt độ từ 40 đến 42 độ C. Một số địa phương nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ Sáu đã vượt ngưỡng cùng kỳ những năm trước, đạt mức nắng nóng kỷ lục. Thời tiết nóng bức đã bao trùm thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, nơi hứng chịu lượng mưa kỷ lục và bị tê liệt bởi lũ lụt kinh hoàng vào mùa hè năm nay. Trung Quốc có lịch sử dễ bị lũ lụt. Trong thời gian gần đây, nước này ngày càng dễ bị tổn thương do nạn phá rừng, khai hoang các vùng đất ngập nước và tích trữ nước để phát điện và tưới tiêu. Nguyên nhân được cho là do biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khi lượng mưa và nhiệt độ đạt mức cao mới. Chính phủ cho biết trong chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu quốc gia được công bố vào hôm vừa qua, biến đổi khí hậu đã mang lại những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến hệ thống sinh thái tự nhiên của Trung Quốc, tiếp tục lan rộng và thâm nhập vào nền kinh tế xã hội.
tài liệu cho hay biến đổi khí hậu không chỉ tạo ra những thách thức lâu dài mà còn khiến Trung Quốc dễ bị tổn thương hơn trước các sự kiện đột ngột và cực đoan. Các bệnh truyền nhiễm, sâu bệnh và thời tiết khắc nghiệt cũng là mối nguy hiểm ngày càng tăng đối với sức khỏe cộng đồng. Tài liệu cho biết chính phủ sẽ hiện đại hóa các hệ thống phòng chống thiên tai liên quan đến khí hậu và giảm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế cũng như các hệ sinh thái tự nhiên. Trung Quốc cũng đã đặt mục tiêu xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro và tác động khí hậu trên toàn quốc vào năm 2035, đồng thời yêu cầu các dự án lớn đưa khí hậu vào đánh giá tác động môi trường. Tài liệu cho hay Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát tại các sông và hồ để tăng cường kiểm soát lũ lụt và cải thiện an ninh cấp nước. Trung Quốc cũng sẽ cải cách giá nước và áp đặt các mục tiêu tiêu thụ ràng buộc ở các vùng trọng điểm nhằm mục đích cắt giảm cường độ nước. Lượng nước được sử dụng trên một đơn vị tăng trưởng kinh tế 16% trong giai đoạn 2021-2025. Trung Quốc, quốc gia phát thải khí carbon lớn nhất, đã cam kết sẽ đưa lượng khí nhà kính lên mức đỉnh điểm trước năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060. Vừa qua, Cơ quan Quản lý Hàng không Trung Quốc đề nghị các hãng hàng không chú ý khi bay qua những khu vực có thời tiết khắc nghiệt, đồng thời nhắc nhở về những cơn bão nghiêm trọng sẽ xảy ra vào mùa hè. Một quan chức Cơ quan Quản lý Hàng không Trung Quốc phát biểu tại cuộc họp báo vào ngày thứ Bảy vừa qua, điều kiện thời tiết ở Trung Quốc có xu hướng không thuận lợi vào mùa hè năm nay. Có thể thấy những dấu hiệu thiên tai bất thường tại Trung Quốc đã được ghi nhận ngay từ đầu hè. Với những trận lũ lụt lịch sử, nhấn chìm Phượng Hoàng cổ trấn hay mưa lớn khiến lũ trên 50 con sông vượt mức báo động. Lũ trên hơn 50 con sông ở Trung Quốc vượt mức báo động vì mưa lớn. Cụ thể, một đợt mưa lớn xuất hiện từ tuần trước đã khiến cho mực nước trên 33 con sông ở Quảng Tây vượt mức báo động. Một số nơi xảy ra hiện tượng lũ quét gây ngập lụt nghiêm trọng, có nơi ngập tới 1,7m. Hôm vừa qua, một trận sạt lở đất vừa cướp đi sinh mạng của 7 người và khiến cho một người mất tích ở thành phố Bắc Lưu tại đây. Trong khi đó, tỉnh Phúc Kiến cũng có 22 con sông vượt mức báo động. Tính đến sáng thứ Tư tuần qua, gần 85.000 người đã phải sơ tán do lo ngại về an toàn. Ít nhất 3 người thiệt mạng sau khi một ngôi nhà bị sập ở thị trấn Hoài Nam, thành phố Tam Minh thuộc tỉnh này vào hôm thứ Tư. Một số địa phương ở tỉnh Quảng Đông cũng đã phát đi báo động đỏ với lũ lụt, trong đó mới nhất là khu vực trung tâm thành phố Quảng Châu của tỉnh này vừa phát đi báo động đỏ vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ Năm. Địa hình sẽ có mưa lũ cộng với những sự tác động của biến đổi khí hậu đã khiến người dân Trung Quốc hứng chịu nhiều thiên tai trong thời gian gần đây. Mặc dù đã được dự báo trước, những trận mưa lũ vừa qua cũng gây ra thiệt hại không ít cho một số tỉnh miền Nam nước này. Cận cảnh mưa lũ kỷ lục càn quét miền Nam Trung Quốc, hàng loạt nhà cửa ô tô bị cuốn trôi. Mưa kỷ lục trong vòng 60 năm ở Trung Quốc, nhà cửa ô tô bị cuốn trôi. Nhiều vùng rộng lớn ở miền Nam Trung Quốc đã bị tàn phá nặng nề bởi những cơn mưa đầu hè cực đoan. Mưa to gây lũ lụt ở các thành phố và lở đất ở các vùng nông thôn. Theo hãng tin Reuters, các video chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy trong ngày Chủ nhật, tại ít nhất là hai quận ở tỉnh Quý Châu phía tây nam Trung Quốc, mưa lớn đã biến đường phố thành sông, ô tô và những căn nhà một tầng bị cuốn trôi. Lượng mưa ở một số khu vực được ghi nhận là kỷ lục trong vòng 60 năm qua ở khu tự trị Choang, Quảng Tây. Gần đó, một ngôi nhà đã bị đổ sập do mưa lớn khiến 5 người tử vong. Địa phương này cũng ghi nhận nhiều vụ lở đất và sạt đường. Hôm thứ Hai, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang, Quảng Tây cho đến đầu tuần tới. Cụ thể là mưa ở miền Nam Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm bớt vào hôm thứ Tư tới. Theo cơ quan thời tiết của các địa phương, năm nay những cơn mưa dông đầu hè có cường độ lớn hơn và sẽ kéo dài hơn bình thường. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến được ghi nhận là cao nhất kể từ năm 1961. Wang Weilu, chuyên gia tại trang tin thời tiết weather.com.cn thuộc Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, không khí lạnh và ấm cúng với hội tụ ở miền Nam Trung Quốc, cả hai khối không khí bị tắc ở đây gây ra nhiễu loạn không khí và xanh. Mưa mùa hè là thời điểm thường xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ có xu hướng nặng hơn do tác động của suy thoái rừng, san lấp các vùng đất ngập nước và việc xây dựng đập thủy điện, thủy lợi, biến đổi khí hậu cũng được cho là góp phần dẫn đến tình trạng này. Thưa quý vị, gần đây đã xảy ra một loạt hiện tượng dị thường ở Thanh Hải, Trung Quốc như thiên thạch rơi từ trên trời xuống thành phố Ngọc Thụ, ánh sáng kỳ lạ màu đỏ dị thường xuất hiện ở Đức Linh Cáp, nhật thực vòng vào ngày Đông Chí. Một số nhà phân tích nói rằng có trời, có dị tượng, thì ở nhân gian có biến.
cộng thêm năm Quý Mão xuất hiện liên tiếp thảm họa, theo các dự đoán chiêm tinh từ cổ đại, báo hiệu trước sẽ có những sự kiện lớn ở Trung Quốc trong năm 2023. Vào khoảng 7 giờ 23 phút sáng ngày thứ Sáu, tại khu tự trị Ngọc Thụ, Thanh Hải, nghi có một thiên thạch đã rơi xuống. Lúc đó bầu trời vẫn còn tối, quả cầu lửa lớn chạy xuyên bầu trời từ Bắc chí Nam phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, mặt đất sáng rực như ánh sáng ban ngày, kèm theo những âm thanh như sấm sét. Người dân địa phương thậm chí còn cảm thấy chấn động từ không trung và mặt đất. Và đêm hôm đó, một điểm sáng kỳ dị màu đỏ kỳ lạ đã xuất hiện trên bầu trời đêm Đức Linh Cáp, Thanh Hải, kéo dài gần 1 giờ đồng hồ rồi lại đến. Vào lúc 7 giờ 51 phút ngày thứ Bảy, một trận động đất có cường độ 4,2 độ Richter đã xảy ra tại huyện Mã Đa, Châu Quả Lạc, tỉnh Thanh Hải. Năm 1976, trận mưa thiên thạch trên trời giáng xuống ở Cát Lâm và trận động đất xảy ra ở Đường Sơn đã khiến vô số oan hồn bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Ngày nay, chỉ trong vòng một ngày, ba hiện tượng thiên thể kỳ lạ đã xuất hiện ở Thanh Hải và chúng gợi nhớ đến bệnh dịch toàn cầu, lũ lụt và hỗn loạn trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, cũng như các hiện tượng hiếm thấy như rồng gầm, hai chòm sao hợp nhất. Cùng với thiên thạch khổng lồ rơi, dường như có nghĩa là một đại sự nào đó thực sự sẽ xảy ra trên thế giới. Theo các dự đoán chiêm tinh học cổ đại, năm nay hiện tượng thiên văn sao mộc và sao thổ hợp lại với nhau, lại cùng với ngày đông chí và nhật thực hình vành khuyên sẽ là điềm báo cho nổi loạn, nạn đói và các thảm họa lớn khác vào năm 2023. Đồng thời, quan trọng nhất là nó ám chỉ sẽ có những biến hóa mạnh mẽ rung chuyển trái đất. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên kênh Tin Mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại!